Nay mình sẽ chia sẻ cái bữa ăn sáng nhanh gọn lẹ, lại vừa giảm cân lại vừa tốt cho sức khỏe nhé. Nó là bữa ăn với sữa chua, chuối và ngũ cốc, thêm một chút mật ong mà không cho cũng được. Nó vừa giúp giảm cân lại vừa cực kỳ tốt cho sức khỏe nhé, và lại ngon miệng, lại dễ ăn đấy, và lại cung cấp được đủ chất ấy, làm cho chúng ta không bị thiếu chất khi mà chúng ta muốn giảm cân. Đây các bạn cắt cho mình vài lát chuối vào nữa. Một quả chuối nhỏ đấy. Trong cái bữa ăn sáng này này, cái thành phẩm của ngũ cốc này nó có thể cung cấp được cả calo và chất xơ, là nguồn năng lượng dồi dào để giúp chúng ta giảm cân mà vẫn không thiếu năng lượng này. Bổ sung những năng lượng cần thiết này, trong khi các chất xơ có lợi này, cho việc giảm cân này, nên cái việc kết hợp như này thì nó rất là tốt với cả khi ăn sữa chua như này. Và ngũ cốc này này khiến chúng ta này có cảm giác no lâu này, sẽ bớt cảm giác thèm ăn các món ăn khác này. Và nhất là trong mùa hè này thì chúng ta cần, nếu người thừa cân ấy, thì chúng ta cần ăn uống lành mạnh như này để nó không bị nóng bên trong và người chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Và tác dụng của sự giảm cân của sữa chua thì sữa chua thì chuyện là luôn được các chuyên gia khuyên là chúng ta nên dùng để giảm cân, vì trong sữa chua xưa nó sẽ lợi khuẩn tốt cho cái đường ruột ấy, còn giúp tiêu hao mỡ thừa một cách hiệu quả với hàm lượng canxi cao ấy. Sữa chua cũng có thể giúp cải thiện hệ tiêu hóa và giảm chứng đầy hơi khó tiêu, giúp phần góp phần cải thiện hiệu quả. Canxi có trong sữa chua ấy thì nó lại giúp ngăn chặn cái những quá trình lưu giữ chất béo của cơ thể, đồng thời có thể làm tăng quá trình trao đổi chất ấy. Do đó giảm cân bằng sữa chua là một cách vô cùng hiệu quả nhé. Kết hợp thêm quả chuối này, nó vừa chuối lại vừa tăng thêm kali này, vừa có rất là nhiều vitamin ấy, tốt cho cơ thể việc chúng ta ấy, bổ sung chất cần khi giảm cân ấy, nên cái việc kết hợp này là cực kỳ tốt nhé. Đây là mình sẽ đã chia sẻ xong được cái một cái bữa ăn sáng giảm cân cực kỳ nhanh và hiệu quả nhé. Ngũ cốc giảm cân này các bạn có thể mua sẵn ở siêu thị nhé, trong các cửa hàng tạp hóa nó rất là tiện lợi. Giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Còn sữa chua để giảm cân thì dùng sữa chua không đường nhé.